Công an Việt Nam nói những con chim bồ câu với chữ Trung Quốc viết trên cánh từng bị nghi là làm nhiệm vụ do thám cho chính quyền Trung Quốc là chim bồ câu đua của một số nước trong khu vực. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Đại tá Trần Phước Hương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, những ký tự trên cánh chim và vòng kiện ở chân thể hiện số hiệu của chim đua và tên câu lạc bộ. Nhiều con còn được gắn chip để theo dõi trong suốt chặng đua. Có tổng cộng 16 con chim bồ câu thuộc các câu lạc bộ đua chim ở Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia đã được người dân thành phố Đà Nẵng phát hiện. Báo chí trong nước nói số chim đua này phải bay liên tục trong thời gian dài nên kiệt sức, phải hạ cánh xuống những khu vực dân cư ven biển để nghỉ. Đại tá Trần Phước Hương xác định số chim bồ câu mang các ký tự Trung Quốc và vòng kiện ở chân do người dân phát hiện không xâm hại tới an ninh quốc gia.